khát vọng của người học quan trọng hơn môi trường học. Tôi đấy ví dụ, cũng là học ở quê, thậm chí là học ở cái vùng mà rét mướt còn phải mặc quần đùi đi học. Nhưng cái đứa mà nó khát vọng thành công thì nó học ở môi trường, thậm chí là vứt nó ở hố rác nó cũng học được bài học. Nó vẫn biết cách để học và tìm ra một bài học. Cho nên người thầy lớn nhất chính là khát vọng của bản thân mình. Vì vậy là dù ở một nước nghèo hèn hay nước giàu có thì vẫn xuất hiện những người tỷ phú, vẫn xuất hiện những người triệu phú và vẫn xuất hiện những thằng thất nghiệp.